Thực tế ra mà nói thì mình đã sử dụng và review một số sản phẩm laptop và mình có một cái suy nghĩ rằng các thiết bị laptop dường như là không có sự biến đổi và không có điểm nhấn gì mấy nếu so với tốc độ phát triển của các thiết bị smartphone. Tuy nhiên mới đây thì Lenovo đã khiến thị trường trở nên rất là sôi động với mẫu đó là Yoga 910. Nó có cực kỳ nhiều khía cạnh tân mà tự nhiên là mình cảm giác rất là thèm thuồng và khiến cho cái lòng trung thành của mình với chiếc MacBook đang sử dụng nó giảm đi rất là đáng kể luôn. Và hôm nay mình sẽ cùng trên tay và chia sẻ sau một thời gian sử dụng sản phẩm Lenovo Yoga 910. Điểm đầu tiên mà mình rất thích của nó đó chính là về thiết kế. Trời ơi, con này đẹp cực kỳ luôn. Mức giá của nó khá cao nhưng mà khi các bạn nhìn vào, các bạn được cầm vào, các bạn sờ vào thì phải nói là nó đẹp đến hạn hán lời. Chất lượng hoàn thiện của 910 là xứng đáng đến từng xu so với giá tiền của nó đưa ra và làm hoàn toàn từ kim loại, tạo nên sự liền mạch và cực kỳ đẳng cấp. Thế nhưng mà mọi thứ chưa dừng lại đó, lúc các bạn mở màn hình lên thì mọi người đảm bảo sẽ bất ngờ bởi cái cách mà thiết kế cái bản lề của nó dạng như là cái dây đeo đồng hồ. Đẹp thì phải công nhận nó đẹp, tuy nhiên một vài giây sau mình chợt nghi ngờ về tính tiện dụng cũng như là hiệu quả của nó. Thế nhưng khi bạn dùng lâu thì thấy cái này rất là hay nhá. Cách thiết kế bản lề như thế này nên mà dù là laptop là 2 trong 1 nhưng không giống như các sản phẩm mà trước đây mình đã từng sử dụng thì cái phần bản lề không bị ăn quá sâu vào bên trong mà màn hình hoặc bàn phím giống như các sản phẩm laptop khác được giữ nguyên. Cái phần này thì về lâu về dài nó sẽ tạo được cái sự chắc chắn hơn. Mình nghĩ nó có ít nhất 6 vị trí để duy trì được cái sự kết nối với màn hình thay vì là chỉ 2 giống như phần lớn của laptop 2 trong 1. Và điều thứ hai mình thấy khoái đó chính là cái phần cảm biến vân tay. Thực sự là mình chưa dùng nhiều laptop có cảm biến vân tay và hơn nữa đây là cảm biến vân tay một chạm có tốc độ rất nhanh. Khi các bạn mở lên, cái cảm giác mà lúc chúng ta khởi động Windows hoặc chúng ta khóa màn hình, chúng ta chỉ cần đặt nhẹ ngón tay lên cái nó mở ra ngay, nó đã lắm, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và nếu mà các bạn hỏi thiết bị laptop này dành cho ai thì mình xin trả lời chắc chắn là không phải game thủ. Đây là một model laptop có độ dày 14,3mm làm hoàn toàn từ kim loại. Chính vì thế cái tính cơ động của nó là cực kỳ cao và đây là sản phẩm siêu linh hoạt với 4 chế độ khác nhau nhé: laptop này, tablet, chế độ rảnh tay và máy làm đế. Và đương nhiên chẳng có một cái máy nào chơi game lại làm những điều như thế cả. Và đây là mẫu chuyên dùng cho người có cần công việc di động và làm việc văn phòng nhiều. Bằng chứng ấy là thời lượng pin. Nó rất là ấn tượng với cái việc là model này có thể trụ được khoảng 10 tiếng với các thao tác cơ bản office, lướt web, xem phim. Các bạn có thể ra quán cà phê mà không cần mang theo sạc cũng được. Và người dùng đừng thế mà coi thường khả năng giải trí của chiếc Yoga 910. Ví dụ như là màn hình. Đây là một màn hình 14 inch nhưng có kích thước chỉ tương đương với các máy khoảng 13 inch. Và các bạn nhìn xem, viền nó mỏng, cực kỳ mỏng, quyến rũ luôn. Và độ phân giải lên tới là 4K. Và bên cạnh tùy chọn 4K thì nó vẫn cung cấp là Full HD IPS có cảm ứng. Và màn hình cảm ứng của nó thì nhạy và hiệu quả tuyệt vời, không có gì phải chê ở cái màn hình này hết. Ngoại trừ việc là khi sử dụng lâu đương nhiên nó sẽ bám mồ hôi dấu vân tay. Và màn hình này không phải là màn hình chống chói. Tuy nhiên thì cái phần dưới màn hình lại được thiết kế quá dày, các bạn thấy đây. Và nó cũng đặt cái cụm camera ở đây. Do đó khi mà các bạn muốn chat Sky thì cái phần mà chúng ta nhìn thấy, phần lớn bạn bè toàn nhìn thấy mũi mình ấy, tại vì góc từ dưới lên. Có thể có một vài người không thích nhưng mà sau khi sử dụng mình nhận ra có lẽ Lenovo đã cố tình làm như vậy. Vì lúc các bạn chuyển nó ra thành tablet, các bạn gập nó ra thì cái phần mà dày thừa ra đó chính là chiếu nghỉ để các bạn tì tay lên. Các bạn có thể gõ cảm ứng và thao tác trên này không bị mỏi tay trong quá trình sử dụng. Có thể nói là một thiết kế rất là hợp lý của Lenovo mà chúng ta phải sử dụng sau một vài ngày mới nhận ra được. Hơn nữa bên dưới máy là trang bị hai loa JBL với công nghệ là Dolby Audio Premium, âm thanh rất sống động và to. Nếu mà ai hay làm văn phòng chắc sẽ không cần làm sắm thêm loa Bluetooth hay các thiết bị khác để giải trí với màu đen này nữa. Sự bá đạo và cũng như màu đen thì cũng ít, nhưng màu xanh là một màu rất là quyến rũ này. Camera thì sẽ lồi vì đương nhiên nó sẽ có là khả năng chống rung quang học OIS. Và nó thực sự hiệu quả nhất khi các bạn chuyển sang chế độ dựng ấy, để chúng ta có thể trình diễn bằng hình ảnh hay là video thì âm thanh nó sẽ vang ra và nghe đã hơn. Mặc dù không phải là laptop gaming nhưng mà với tầm tiền này thì Yoga 910 vẫn được trang bị chip Core i7-7500U Kaby Lake 16GB và ổ cứng PCIe SSD siêu nhanh lên tới 1T. Các bạn có thể yên tâm là mọi thao tác làm việc của nó thì rất là nhanh và không thể làm khó được, ít có độ trễ. Yoga 910 thì một số game như kiểu FIFA Online hay là LOL các bạn có thể chơi được mức độ họa trung bình ngon lành. Quá trình sử dụng thì bạn sẽ nghe tiếng quạt của nó phát ra khá rõ và ngay cả cái việc chúng ta mới chỉ lướt web thôi nhưng nó cũng đã phát ra âm thanh rồi, vì có lẽ là do máy làm mỏng quá. Nhiệt độ sẽ ấm lên nhưng không đến mức khó chịu đến việc các bạn phải cảm giác là không ngồi lâu được. Tóm lại trong tầm tiền này của chiếc Yoga 910 thì rất ít người tiêu dùng sẽ có thể khả năng tiếp cận được nó. Thế nhưng thực tế có lẽ sản phẩm này hướng ra để cái việc là phô diễn được cái sức mạnh cũng như là khả năng mà Lenovo họ đang làm được và dành cho những người dùng mà thực sự đam mê và muốn trải nghiệm một cái công nghệ cao cấp. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy cùng comment chia sẻ ý kiến bên dưới và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.